go to the next stage is telling your assumptions and generate ideas of how the data and findings are going to be presented to your stakeholders. Thấy 12 trên 19 nhà hoạch định chính sách của cơ quan này hộ một đợt tăng lãi suất nữa vào năm 2023 để đảm bảo lạm phát tiếp tục giảm tốc. Sau quyết định nói trên, đồng đô la Mỹ tăng giá so với đồng euro và các đồng tiền lớn khác, trong khi cả ba chỉ số chính